Hello Hà Linh. Con chào cô. Sao con vào muộn? Sao con? Vừa lấy con vào con bấm nhầm là thoát ra. À, thế à? Là bây giờ mình sẽ bị học muộn mất rồi. Thế vậy thì để cô nhắn cho một chị học 6 giờ học rồi xuống. Lần sau Hà Linh vào đúng giờ cho cô nhá. Wow. Ờ, thì Ok. sao lại con vào con vẫn chưa thấy cô vào. Con vào lúc 5 giờ đúng không? Vâng. Nhưng mà cô hẹn 5 giờ 15 mà. Thì 5 giờ 15 cô mới mở lớp chứ. Đúng không? Đợi cô nhắn tin cho một chị đã. Yeah. Ok, nào đây mình sẽ học nhá. Cô mới đi học về à? Hôm nay Khánh Linh Vâng. à hôm nay Hà Linh sẽ không nhìn thấy cô nhá, bởi vì máy tính của cô đang bị hỏng, cô đang phải dùng máy bàn. Thế nên là Hà Linh chịu khó không nhìn nhìn thấy cô. Ok, nào cô chia Rồi. sẻ màn hình cho Hà Linh nhá. Trong lúc đó thì cô sẽ kiểm tra bài cũ một chút này. Rồi. Cô hỏi Hà Linh nhá. Thì bên trong tiếng Anh là gì? On. Sai rồi. Bên trong phải là in chứ. Tại sao bên trong lại là on được? In, được chưa? Thế á, bên trên tiếng Anh là gì? Chưa học bài à con? Hả? Trời ơi, ra chưa học bài thế, cũng nhắc lại nhá. Bên trong là in này, bên trên là on này, bên dưới là under này, được chưa? Đằng sau là behind, được chưa nào? Cũng vài từ thế thôi mà. Ok, nào bây giờ mình cùng ôn tập lại nhá. In. Chúng ta sẽ có này, bên trong này, đọc cho cô, in. In. On. Bên trên là on. Under. Và bên dưới là under. Under. Đọc đi con. Under. Under. Ok, được chưa? Tiếp tục này, đằng sau là Behind. behind. Đọc Behind. chưa? Ok, và ở gần là near. Here. Ok. Hôm trước thì mình đã học cấu trúc where is the cộng với ký danh từ, có nghĩa là cái đồ vật nào đó đang ở đâu. Thì mình sẽ trả lời bằng cách là the cộng với cái đồ vật đó cộng với to be cộng với cái vị trí của nó. Được chưa? Thì bây giờ cô hỏi con nhá. So where is your pen? Where is your pen? The pen is the pencil case. Ok, chính xác. The pen is in the pencil case. Chính xác, rất tốt. Đúng rồi. Ok, nào hôm nay mình sẽ học tiếp về các từ vựng chỉ vị trí nhá. Đọc cho cô này. Between, in front. Đọc cho cô nhá. Between. 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 Có nghĩa là ở giữa. Này chưa? Con thấy quả bóng nó ở giữa hai cái hộp chưa? Oh, Tiếp theo này. Chúng ta sẽ có từ đằng trước, đúng không? Đằng trước Hà Linh có biết là gì không? yeah. Đọc cho cô này. Front In front of. front of. Nào, đọc rõ nào. In front of. Ok, bên cạnh đúng không? Bên cạnh chúng ta sẽ có từ next to. Ok, next to. Next Ok, mình cùng đọc lại ba từ này nhá. Between to. Next là ở giữa này. Tiếp theo, in front to. Next to. là đằng trước, được chưa? Và chúng ta sẽ có từ là next to. Đọc đi, next to. Next to.
là bên cạnh được chưa nào? Ok, anh Linh viết ba từ này vào vở giúp cô nhá, được không con? Ok, con viết cho giúp cô nhá, viết nhanh lên.
Con viết đến từ nào rồi Hà Linh? Con viết đến con viết Front of đến à? In vâng front of. À ok, thế con viết nốt đi. Viết nốt đi, viết nhanh lên. Giỏi lắm, về nhà còn chưa kịp thay đồ à con? vâng bởi vì thứ tư thứ năm con phải học kỹ năng sống. À thế à, con học có vui Con có không? Nhà Linh thích đi học rồi. Con xong rồi cô. Ok, ra tốt. Nào, bây giờ mình đọc lại ba từ này con nhá. Between. Vâng. In In front of. front of. Chính xác. Next Next to. Ok, rất tốt. Tiếp tục này. Chúng ta sẽ lại có cấu trúc này. Ok, thì bây giờ con trả lời cho cô câu hỏi nhá. So, where is the TV in this picture? Where is
TV in this picture? The TV. The TV. Nào, bây giờ nhá, từ từ. Trước khi mà trả lời câu hỏi này thì cô hướng dẫn cho con cái từ between đã. Cái từ between mình vừa học nó có nghĩa là ở giữa đúng không? Đúng không con? Wow. Ừ, thế vậy ở giữa cái gì và cái gì đúng không? Mình sẽ sử dụng là between something and something. Được chưa? Ở giữa cái gì và cái gì? Thế chưa nào? Bây giờ Hà Linh trả lời cho cô được chưa? So where is the Rồi. TV? Trong cái Rồi. bức tranh này thì cái TV nó đang ở đâu đấy? Yes. Between. Ở giữa con chó và con mèo. Thế con chó tiếng Anh là gì? Between the Ok, between the dog and the cat. Ok, chính xác. Nào, bây giờ nhá, cô có này, một bông hoa, đúng không? Ở giữa một ngôi nhà và một cái cây chẳng hạn. Thế vậy con sẽ show, thì cô là cô có câu hỏi này. So where is the flower? Where is the flower? flower. Is between. Trả lời lại nào. The flower thiếu động từ to be rồi con. The flower is between. The flower The tree and the trees and the house. Nếu mà không có giờ thì có ơ hoặc ân nhá. A house and a tree. Được chưa? Lưu ý. Được chưa? Nào, Hà Linh lưu ý cho cô này. Thứ nhất, giờ này, một cái đồ vật, một cái danh từ nào đó đằng sau phải có y hoặc là a. Được chưa? Sau y hoặc a là một cái giới từ. Được chưa? Rồi sau đó mới là vân vân. Lưu ý phải có y hoặc động từ to be vào nhá. Được chưa? Thế bây giờ cô có này. Và cô có nhá. Có một cái cây ở đằng trước một bông hoa thì con sẽ nói như thế nào? Có một cái cây đằng trước một bông hoa, bây giờ cô hỏi con này. So where is the in front of? Of the flower, được chưa? Hoặc là a flower nhưng mà phải có mạo từ đấy nhá, được chưa? Ok, rất tốt, hiểu rồi đấy, giỏi lắm. Nào, bây giờ cô chạy con trả lời cho cô này. So where is the boy? Where is the boy? Ok. Câu này con chỉ cần trả lời là the boy is between the two house, ở giữa hai ngôi nhà, được chưa? Hoặc là con trả lời như con cũng được. The boy is between the green. Nhớ nhá, tính từ chỉ màu sắc phải đứng trước danh từ. The boy is between the green house and the blue house, được chưa? Ok, hoặc nói là chỉ cần là cậu bé ở giữa hai ngôi nhà thôi, between the two houses, được chưa? Tiếp tục. So where is the cat? Where is the cat? Trước tiên trả lời bằng tiếng Việt cho cô đã. Con mèo đang ở đâu ấy? Con mèo đang ở trước của cây thông À, thế con trả lời như thế nào? Con chỉ cần là trước cái cây thôi cũng được. ta. Đúng rồi, giờ khác như thế nào? Giờ khác yêu con. Is, vậy thì có động từ to be, cô dặn rồi. The cat is. Đúng rồi, the cat is in front of the tree. Chính xác. Hoặc là the Christmas tree, có nghĩa là cây thông Noel. Được chưa? Ok, so where is the dog? The dog
The door to Is next to the boy. Chính xác. Rồi. Ok, nào bây giờ mình sẽ luyện tập nhá. Trước khi luyện tập thì cô boy. nhờ Hà Linh thoát ra vào lại giúp cô nhá. Thoát ra vào lại giúp cô.